Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Thương vong lớn ở căn cứ gần Ba Lan, Ukraine lo dàn xếp đàm phán với Nga. Nga đã tấn công Trung tâm gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế gần Lviv. Các đào tạo viên nước ngoài đang làm việc tại đây. Thông tin về các nạn nhân đang được làm rõ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Renikov cho biết trong một thông báo trực tuyến. Theo nguồn tin, dẫn lời thống đốc vùng Lviv cho hay, các lực lượng Nga đã nã hơn 30 quả tên lửa hành trình vào căn cứ quân sự Yavoriv, cách biên giới Ba Lan chưa đầy 25 km. Cơ sở có diện tích gần 363 km vuông này là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Ukraine ở miền Tây đất nước. Căn cứ Yavoriv trước đây từng đón tiếp các đào tạo viên nước ngoài từ Anh, Mỹ đến huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Quốc gia Đông Âu đã tổ chức hầu hết các cuộc tập trận với các nước thành viên NATO tại nơi này với lần gần đây nhất vào tháng 9 năm 2021. Một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với nguồn tin rằng nhà chức trách đang cố gắng xác định xem có bất kỳ đào tạo viên nước ngoài nào có mặt tại căn cứ vào thời điểm xảy ra vụ tập kích của Nga hay không. Các nhân chứng kể, vụ tấn công bằng tên lửa của Nga diễn ra vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 3. Các cửa sổ nhà tôi lắc mạnh, toàn bộ ngôi nhà rung chuyển, trời lúc ấy còn tối, bầu trời sáng bừng vì hai vụ nổ. Chuma, 27 tuổi, một nhân viên cấp cứu cùng các đồng nghiệp nhanh chóng đến hiện trường nhớ lại. Sự cố xảy ra không đầy 24 giờ sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo việc phương Tây vận chuyển vũ khí đến Ukraine là bất hợp pháp. Cho đến nay, Điện Kremlin chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ không kích nói trên. Một video báo cáo ngắn của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 3 cũng không đề cập đến vụ tập kích như vậy. Diễn biến xảy ra khi các lực lượng Nga đang tăng cường oanh tạc các thành phố khắp Ukraine. Thị trường Frankivsk, một thành phố khác ở miền tây Ukraine, cho biết quân Nga đang không ngừng bắn phá sân bay của họ. Hiện chưa có thống kê ban đầu về số trường hợp thương vong tại đây. Theo Bộ Quốc phòng Anh, ở miền đông Ukraine, binh lính Nga đang cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine theo hướng tiến công từ cảng Mariupol ở phía nam và thành phố Kharkiv ở phía bắc. Kharkiv đã hứng chịu một đợt pháo kích nặng nề nhất của Nga. Các đoạn video cho thấy một người giúp mang đồ cứu trợ đến tay cư dân địa phương, cho thấy các tòa nhà bị bom tàn phá nghiêm trọng dọc các con phố. Vô số xe hơi bị thiêu rụi hoặc thủng lỗ chỗ vì bom đạn. Sáng cùng ngày, tiếng còi báo động có không kích, rền vang khắp thủ đô Kiev. Vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cảnh báo các lực lượng Nga sẽ phải chiến đấu đến chết nếu cố gắng chiếm thành phố. Trong khi đó, Mykola Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine tiết lộ, nước này đang cùng hai trung gian hòa giải là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ chốt địa điểm và khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Khi mọi việc được giải quyết, sẽ có một cuộc gặp. Tôi nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian để chúng tôi đạt được điều đó. Ông Podolyak phát biểu trên truyền hình quốc gia. Sau gần 2 tháng được các bác sĩ chăm sóc và chữa trị tích cực, bé 3 tuổi ở Thạch thất Hà Nội bị găm đinh vào đầu đã tử vong do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. Vào tối ngày hôm qua 12 tháng 3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Sanh Bôn Hà Nội cho biết cháu DNA 3 tuổi ở canh nậu thạch thất bị đóng đinh vào đầu đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được xác định là tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. Hiện gia đình bé gái đã đưa thi thể cháu bé về địa phương lo hậu sự. Ngoài ra, luật sư và công an làm, đang làm việc với phía bệnh viện để tiến hành các thủ tục giám định pháp y. Trước đó, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, chú tệ xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Bởi Huyên là nghi phạm chính trong vụ án, là nhân tình của chị Nguyễn Thị Lờ, mẹ đẻ của bé gái. Thưa quý vị, theo điều tra, cháu A, 3 tuổi, con gái của chị Lờ, với người chồng trước nhập viện vào giữa tháng 1 năm 2022 trong tình trạng hôn mê và co giật. Trong quá trình kiểm tra thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện có nhiều đinh gỗ ở sọ và tổ chức não. Chỉ trong 6 tháng bé A về ở với mẹ và nhân tình, cháu bé đã phải nhập viện tới 4 lần. Theo quy định của pháp luật thì hành vi giết người nếu nạn nhân không chết thì được xác định là phạm tội chưa đạt. Khi đó, mức hình phạt cao nhất sẽ không quá 20 năm tù. Còn đối với trường hợp giết người mà hậu quả nạn nhân tử vong thì hình phạt cao nhất có thể là tù trung thân hoặc tử hình. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý với phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất. Theo đó, thí sinh dự thi với 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Hình thức thi các bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Tuy nhiên, so với năm 2021, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay dù giảm một môn thi nhưng thời gian làm bài thi của mỗi môn thi đều tăng. Cụ thể các bài thi môn toán văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút một bài thi. Bài thi môn ngoại ngữ thi thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút. Năm 2021, môn ngữ văn và toán đều có thời gian làm bài là 90 phút thay vì 120 phút như lịch đã công bố. Môn ngoại ngữ và môn thi thứ tư lịch sử, thời gian làm bài là 45 phút thay vì 60 phút. Do giảm thời gian làm bài nên mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian thi. Số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn ngoại ngữ không chuyên và môn lịch sử không chuyên là 30 câu một đề thi, giảm bớt 10 câu một đề thi so với kế hoạch trước. Số ca mắc mới trên cả nước tăng nhanh đã khiến tình trạng thiếu hụt nhân công xảy ra. Đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết từ sau Tết Nguyên đán, nhất là chủ yếu là trong từ 2 đến 3 tuần gần đây, lượng lao động mắc Covid-19 tăng cao đã khiến cho doanh nghiệp phải đối diện với lượng lao động nghỉ cùng lúc rất đông và phải sắp xếp lại dây chuyển sản xuất. Thông thường mỗi lao động nghỉ do nhiễm bệnh từ 4 cho đến 5 ngày và trung bình là khoảng 7 ngày. Do vậy nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn trong việc sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, làm sao phù hợp và đảm bảo thu nhập cũng như năng suất để xuất hàng hóa. Vừa qua Bộ Y tế đề xuất phương án đi làm cho trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly. Với F0 không có triệu chứng trong thời gian cách ly, Bộ Y tế kiến nghị các đơn vị địa phương có thể xem xét bố trí thực hiện công việc trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Về vấn đề này, đại diện một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc này có thể phần nào giảm được áp lực về nhân sự, tuy nhiên thực tế để triển khai cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và những điểm cần lưu ý. Vì vậy, nên để các doanh nghiệp tự vận hành và thích ứng linh hoạt dựa vào tình hình của dịch. Thông tin từ thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội. Thông tin từ thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội. Địa phương trên đang khẩn trương hoàn thành công tác để chuẩn bị đưa tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây đi vào hoạt động dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây. Qua đó, hình thành một không gian giải trí, văn hóa du lịch, đồng thời phát huy giá trị di tích thành cổ Sơn Tây. Với chiều dài là 820 m, tuyến phố đi bộ bao gồm các phố Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, đường dạo phía ngoài của thành cổ Sơn Tây, vườn hoa trung tâm thị xã, quảng trường khu vực vườn hoa trung tâm, sân trước khu vực trung tâm văn hóa thị xã, quảng trường sân vận động thị xã. Thời gian hoạt động từ 19 giờ thứ bảy đến 12 giờ ngày chủ nhật hàng tuần. Như vậy khi đi vào hoạt động, phố đi bộ thành cổ Sơn Tây là không gian đi bộ thứ tư của Hà Nội sau không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn.